Mình xin chào các bạn nha. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách chúng ta sẽ chặn được những cái người mà chúng ta không thích ở trong cái mục hẹn hò ở trên Facebook nha. Thì như các bạn biết thì trước đây mình đã làm một số những cái video để mình hướng dẫn các bạn chúng ta sẽ kích hoạt và bật cái chế độ hẹn hò ở trên cái ứng dụng Facebook của chúng ta. Và nhờ có cái chế độ hẹn hò này thì rất nhiều bạn có thể là tìm thấy một nửa bên kia của mình. Chúng ta có thể sử dụng cái chế độ hẹn hò này để chúng ta có thể tìm kiếm một nửa của chúng ta. Tuy nhiên thì nếu các bạn cảm thấy phiền vì bị làm phiền ở trên cái ứng dụng hẹn hò thì các bạn hoàn toàn có thể chặn được những cái người ở trong cái mục hẹn hò mà Facebook đã giới thiệu và cũng như là đề cử cho chúng ta nha. Và để chặn được những cái người không thích ở trong cái mục hẹn hò trên Facebook thì các bạn sẽ làm như sau. Đầu tiên thì các bạn sẽ mở cái ứng dụng Facebook lên. Tiếp theo thì các bạn có thể chọn vào cái mục avatar. Bạn có thể là chọn vào cái biểu tượng avatar và tài khoản Facebook của các bạn. Tiếp theo thì trong cái phần này thì các bạn sẽ chọn vào cái mục hẹn hò ở đây. Nếu bạn nào không có cái mục hẹn hò ở đây thì các bạn sẽ nhấn vào cái phần xem thêm này thì nó sẽ hiển thị cái phần hẹn hò ở đây. Đó. Còn nếu như bạn nào chưa kích hoạt được cái phần hẹn hò thì các bạn xem lại cái video. Mình sẽ để ở cái phần mô tả của cái video này. Các bạn sẽ nhấn vào cái phần hẹn hò. Thì trong cái mục hẹn hò này thì các bạn thấy này thì nó sẽ có ba cái phần chính, đó là đã thích bạn này, quan hệ bạn bè này và gợi ý ghép đôi. Thì nếu các bạn muốn chọn vào cái phần là đã thích bạn này thì các bạn sẽ xem là những cái người đã thích bạn là ở còn cái phần là quan hệ bạn bè thì các bạn sẽ chọn vào. Ở đây thì nếu các bạn muốn chặn một cái người nào thì các bạn chọn vào cái người đấy. Ví dụ ở đây nó sẽ gợi ý cho mình những cái bạn này. Thì ví dụ như mình sẽ lấy ví dụ là mình sẽ chặn cái bạn này, mình không muốn kết đôi với cái bạn này thì mình sẽ chặn bằng cách là mình sẽ nhấn vào cái phần hồ sơ của các bạn đấy. Sau đó thì trong cái mục hồ sơ thì nó sẽ hiển thị những cái thông tin của cái bạn ấy, bao gồm là cái hình ảnh này hay là những cái thông tin ví dụ như là địa chỉ hay là chiều cao và những cái phần khác. Và mình muốn chặn cái bạn này trong cái mục hẹn hò trên Facebook của mình thì mình sẽ nhấn vào cái biểu tượng ba chấm ở đây. Sau đó thì mình sẽ nhấn vào cái phần nó là chặn văn ở trong phần hẹn hò. Văn là cái tên của bạn này trên cái phần hẹn hò nha. Đó, mình sẽ nhấn vào phần là chặn văn trong phần hẹn hò và mình nhấn vào phần chặn. Như vậy thì cái bạn này sẽ không thấy được cái hồ sơ của mình và cũng như là không thể xem được cái hồ sơ của mình nha. Rồi, và tương tự như thế thì các bạn hoàn toàn có thể là dựa vào cái cách này để chúng ta có thể là chặn được những cái người bạn mà chúng ta không muốn kết bạn, không muốn hẹn hò hay là không muốn làm quen ở trên cái phần là gợi ý hẹn hò trên Facebook của chúng ta nha. Và video của mình thì đến đây là kết thúc. Hy vọng là cái video này nó sẽ giúp ích được cho các bạn. Các bạn xem video của mình nếu thấy hay đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.